Xin chào các bạn, trên tay mình đang là chiếc Nufox BE Lite 3. Đây là một trong những cái sản phẩm vừa được Nufox giới thiệu gần đây. Thì ngày hôm qua thôi mình cũng vừa được giới thiệu và được trải nghiệm thử về chiếc Nufox BE 3 này. Sau khi trải nghiệm thì mình đã khá là ấn tượng với cái chất lượng âm thanh của nó. Chính vì vậy, hôm nay mình quyết định mở hộp chiếc BE 3 này để cùng chia sẻ với các bạn về những cái trải nghiệm của cá nhân mình về chiếc tai nghe không dây thể thao này nhé. Thì chiếc hộp đựng của BE3 cũng được làm khá đơn giản, nó tương đối là nhỏ gọn, cũng không có nhiều cái điểm nhấn ở phía đằng trước ngoài chiếc tai nghe. Phía đằng sau thì Nufox có đưa ra những cái thông tin nổi bật nhất của chiếc tai nghe, như là tai nghe có khả năng nghe nhạc liên tục 10 giờ này, và tai nghe sử dụng cái mút tai nghe cao cấp Steamfit. Cái điểm này là điểm rất đặc biệt. Trên thị trường, theo như mình được biết, đến hiện tại thì chỉ có Nufox là kết hợp với Steamfit để làm tai nghe trên những cái tai nghe không dây của họ. Và chính có những cái mút Steamfit này sẽ làm cho chiếc tai nghe có chất lượng âm thanh tốt hơn và cách âm tốt hơn, cũng như là đeo thoải mái hơn. Tai nghe support hỗ trợ cho hầu như tất cả các thiết bị của Apple này. Có khả năng chống nước theo tiêu chuẩn IPX5, với cái phần microphone là hỗ trợ cho những cái trợ lý ảo như Alexa này, Cola này, Siri và Google. Đây, biểu tượng kết hợp sử dụng mút tai của Steamfit. Để xem trong đây chúng ta sẽ có gì nhá. Vỏ hộp này chúng ta sẽ bỏ ra bên này. Rồi, xem nào, xem phụ kiện trước. Chỗ này thì chúng ta có một cái biểu tượng cách hướng dẫn cách chúng ta kết nối với iPhone. Chúng ta giữ, khi chúng ta bật nguồn lên, chúng ta giữ khoảng tầm 4 giây. Sau đấy thì cái đèn báo ở đây nó sẽ nhấp nháy xanh đỏ. Thì chúng ta sẽ bật Bluetooth trên iPhone lên và kết nối vào thôi. Rất là đơn giản. Cách hướng dẫn cũng khá là dễ hiểu. Bên trong này xem nào, có gì nào. Chúng ta có 3 cặp mút. Và điều đặc biệt ở đây là những cái cặp mút này nó có những cái phần ống âm khá là to, để có thể nhét vừa cái ống dẫn âm của chiếc BE3 3 size nhá, SML. Chúng ta có một cái cáp micro để sạc ở đây, cáp ngắn. Wow, một cái túi đựng nhìn rất là xịn nhá. Nó có cái chỗ này để chúng ta treo vào này, bằng nhôm nhá. Đây, cái khóa này, túi nhìn xịn không? Đây, kéo khóa rất là nhẹ nhàng. Bôi bên trong là lông này, để êm. Chắc cái này là để cho tai nghe vào thì nó êm, nó không bị va đập. Wow, xịn thế. Quá ngon cho một chiếc tai nghe không dây. Đây, chúng ta quay lại xem trên bên này còn gì nữa nào. Sách hướng dẫn sử dụng này, màu hồng này. Đây, chúng ta còn gì trong này nữa? Hết rồi, chúng ta chỉ còn cái tai nghe thôi. Phải còn, chúng ta chỉ có một cặp Steamfit thôi các bạn ạ. Mình không nghĩ là, mình nghĩ là nó sẽ phải có nhiều hơn, nhưng mà ở trên tai chúng ta chỉ có một cặp Steamfit cái hình cái thông ở đây thôi. Ở trong này không còn gì cả. Vậy là trong hộp đựng của Nufox BE3 chúng ta có 3 bộ tip thường và một cặp tip Steamfit hình cây thông. Rồi, chúng ta sẽ quay lại với nhân vật chính của chúng ta. Chúng ta sẽ bỏ những cái phụ kiện sang một bên nhé. Đi vào nhân vật chính luôn. Đây, ngày hôm qua thì mình đã được trải nghiệm chiếc tai nghe này rồi. Tuy nhiên rằng mình chưa có thời gian để mình xem phụ kiện. Hôm nay thì trong quá trình mở hộp thì mình cũng được cùng các bạn xem trong phụ kiện của tai nghe có những cái gì.
Ai, bây giờ chúng ta sẽ quay lại chiếc tai nghe này. Chiếc tai nghe này có cái nắp châm ở đây, nó có thể hút. Đấy, nó hút được cái tai nghe lại. Cái việc hút này sẽ giúp cho chiếc tai nghe nó có thể trở thành một cái vòng công nghệ để chúng ta có thể đeo khi mà đeo trên cổ, khi mà chúng ta không 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 có nghe nhạc, thì nó cũng khá là gọn gàng và nó sẽ giúp cho chúng ta đỡ bị mất cắp hoặc là rơi. Đấy. Phần pin của nó vẫn đang nạp đặt ở trên phần housing này. Chính vì vậy là cái phần housing của nó tương đối to so với những chiếc tai nghe khác. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy luôn cái phần ống âm của nó tương đối là to hơn so với ống âm của những cái tai nghe thông thường. Thì khi nhìn vào sâu bên trong này qua cái màng filter của nó thì mình có nhìn thấy luôn cái driver ở bên trong này. Một cái củ loa nhỏ được đặt ở bên trong này. Đấy. Chính vì vậy cái phần ống âm của nó rất là to. Và cái steam feed này nó cũng là một cái loại steam feed có cái kích thước ống dẫn âm đặc biệt. Đấy. Thì với phần pin đặt ở đây sẽ làm cho cái củ tai này to hơn bình thường. Tuy nhiên với cái phần ống dẫn âm nó dài như này và nó được vát cong như này thì sau khi mình đã thử nghe và mình thấy rằng là cái khả năng fit của nó rất là tốt và khả năng cách âm của nó nhờ cái mood steam fit này cũng rất là tốt. Đây chúng ta có dây dẫn là dạng dẹt, hơi mảnh một chút. Cái việc mảnh này thì cũng làm cho chúng ta cảm giác là nó hơi yếu ớt. Tuy nhiên rằng là các bạn cứ yên tâm đi, bởi vì hãng đã công bố rằng chiếc tai nghe này có khả năng chống nước IPX5. Với cái khả năng chống nước IPX5 thì cái dây dẫn này theo mình là khả năng là nó phải có khả năng chống thấm mồ hôi. Thì chống thấm mồ hôi thì sẽ giúp cho chúng ta là khi chơi thể thao thì nó sẽ không bị mủn và không bị xơ cứng. Đấy, việc này tuy mỏng như thế này nhưng mà nó cũng có một lợi thế là nó giúp cho cái chiếc tai nghe trở nên mềm mại hơn. Chúng ta có một cái cụm điều khiển ở đây. Thì theo mình là phần main nó sẽ nằm luôn ở đây. Cái cụm điều khiển nhìn làm rất là đẹp. Được hoàn thiện rất là cao. Ở đây chúng ta có ba phím bấm là tăng giảm âm lượng, phím bật nguồn. Phía đằng sau này chúng ta có một cái phần sạc này. Nó bóc ra thì sao? Chiếc tai nghe này theo mình nhìn kỹ thì mình quan sát thì cái khả năng chống nước của nó khá đấy. Vì chỗ này nó được làm rất là tốt và không hề có chỗ khe hở nào luôn. Nước sẽ rất là khó để vào được bên trong. Đằng sau này chúng ta có một cái microphone. Trên dây thì có ghi cái thương hiệu Otoma là cái thương hiệu mẹ đẻ, là cái nhãn hàng, cái thương hiệu đã mua lại cái công ty Nufox này. Đấy. Chiếc tai nghe phần trên cũng được làm bằng nhựa. Phía trên là nhựa bóng và phía sau thì là nhựa nhựa nhám. Nói chung là đẹp và sang. Về chất lượng âm thanh thì BE3 là một chiếc tai nghe thiên về âm trầm với cái âm mượt và dễ nghe. Âm trầm của nó so với các dòng khác như là dòng BE Sport 3 thì chiếc Line 3 này có âm bass mạnh hơn cho cái cảm giác sống động và bùng nổ hơn. Đồng thời cái giải trung là một cái giải cực kỳ mịn và dễ nghe của Nufox. Nó khá là ngọt ngào, tròn trịa. Cái giải chép thì cũng chỉ ở mức độ khá thôi. Chưa 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 thực sự nhiều chép. Nhưng nó sẽ giúp cho những cái người chơi thể thao nghe những cái bản nhạc sôi động, thực sự là hưng phấn. Và có thể nghe những bản nhạc pop, một nhạc trẻ sôi động cũng rất là hay. Tuy nhiên rằng với cái hạn chế về cái phần âm chép và cái âm trường của nó cũng chưa thực sự là tốt. Thì với những cái bản nhạc nhẹ nhàng, trữ tình, đặc biệt là những bản nhạc thiên về nhạc cụ và có cái âm trường rộng thì BE3 chưa thực sự tỏa sáng. Với một cái chiếc tai nghe chơi thể thao ở cái tầm giá là trên 2 triệu một chút thì quả thật
Nufox Lai 3 đang cho thấy cái khả năng cạnh tranh của nó, khả năng cạnh tranh rất là cao so với những cái sản phẩm trong tầm giá. Một cái âm bát mạnh, có độ máu lửa và có một cái giải chung rất là dày dặn, ngọt ngào, tròn trịa như này sẽ là một lựa chọn tương đối là hợp lý cho những ai yêu thích cái âm thanh sôi động và đặc biệt là những người chơi thể thao. Đây là sẽ là một cái lựa chọn thực sự là tuyệt vời. Thêm một chút, cái dây của nó cũng có thêm một cái phần kéo gọn lại như này. Nó sẽ giúp cho khi chúng ta chơi thể thao sẽ tiện hơn. Và một điểm cộng nữa ở trên chiếc BE3 lúc nãy mình quên mình chưa giới thiệu, đấy là cái phần dây của nó mềm như này và dài như này. Nó sẽ giúp cho cái việc là cái microphone này đàm thoại sẽ tốt hơn. Và với cái việc đàm thoại tốt như này thì BE3 sẽ không chỉ là một sản phẩm để chơi thể thao mà nó còn là một sản phẩm để chúng ta sử dụng hàng ngày được. Chúng ta có thể dùng nó để nghe nhạc, nghe gọi, xem phim, vân vân và vân vân. Đây, khi chúng ta sử dụng có thể quấn gọn lại như này và chúng ta cất gọn gàng ở trong một cái túi đẹp như này. Thì đây. Đấy. Các bạn thấy có xịn không? Chiếc tai nghe đến từ Mỹ hơn 2 triệu thôi. Và rất là gọn gàng, cần đấy. Để trải nghiệm chiếc BE3 thì hiện tại sản phẩm đã có mặt ở tại 78 Lê Thanh Nghị. Thì các bạn có thể qua và trải nghiệm. Ngoài chiếc BE Line 3 này thì IDU cũng có một số những cái lựa chọn khác trong cái tầm giá này cho những người chơi thể thao chuyên nghiệp với cái chất lượng âm thanh rất là tốt, như là Mi Audio X8, Mi Audio X7 Plus. Đấy, thì ngoài ra thì còn có một số những sản phẩm nữa. Thì để so sánh và chọn cho mình một cái sản phẩm tốt nhất thì mời các bạn qua shop trải nghiệm từng sản phẩm một. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi mình qua cái video mở hộp chiếc BE Lai 3 này. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.